Xin chào mọi người, mình là Huyên, đến từ Việt Nam. Hiện tại mình đang sống tại thành phố Hanover, Đức. Trước tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn bè, gia đình đã luôn động viên, hỏi thăm trong thời gian khó khăn này. Ngoài ra, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ, các nhà chức trách đã và đang nỗ lực hết mình để đẩy lùi dịch bệnh. Trong thời gian này mình dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Tuy nhiên, mình vẫn duy trì thói quen học tập, làm việc hàng ngày. Ngoài ra, trong thời gian rảnh thì mình dành thời gian để đọc sách, trò chuyện với gia đình, bạn bè, tập thể dục, học nấu ăn, học tiếng Đức. Vì vậy, cuộc sống của mình vẫn khá là vui vẻ. Mình hy vọng tất cả mọi người đều khỏe mạnh, tích cực và dịch bệnh sẽ mau qua.